Kính chào quý vị và các bạn, mình là Trường, chủ shop của shop thiếu nhi bóng bàn Sport. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với một số bạn chơi ở trình độ phong trào thôi. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau cho nó vui và mang tính ngoài chuyên nghiệp. Thì ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn chơi thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn đến một quả đánh trái mà áp dụng rất là hay, làm sao để phát được lực vào trái và khi đường bóng ở góc độ xuống rất là thấp, và làm sao chúng ta vừa tăng được lực vừa tăng được xoáy và không bị cắm vào lưới. Hôm nay mình sẽ giới thiệu qua với các bạn cái cách đánh quả trái ép bóng. Đầu tiên chúng ta tập luyện cách đứng, chân đứng xê chéo một chút, khoảng nửa bàn chân. Góc độ vợt để check 45 độ, đưa thẳng về phía trước. Khi vung tay, chúng ta đưa vợt về hông, vặn sườn kết hợp với nhún chân trụ và phất thẳng ra. Phần bụng chúng ta để ý hóp vào, tiến người về phía trước, khuỷu tay nâng lên, cổ tay gập sâu, vặn hông phất ra, vặn hông tiếp tục phất ra. Chúng ta tập liên tục như vậy. Về cách tiếp xúc bóng, hình dung chúng ta không nên tham ma sát hoặc dùng cổ tay quá nhiều, sẽ không đưa được lực bóng tốt nhất. Góc độ mặt vợt ép vào thẳng, hơi miết lên, chủ yếu dùng lực như ném gì đó đi. Khi âm thanh tiếp xúc bóng phải nghe thấy tiếng tép vang và thật đanh, như vậy quả giật mới phát huy được uy lực mạnh nhất. Chúng ta ép vào như thế. Hay quá rồi.